Hello cả nhà nha, thì hôm nay mình sẽ làm bánh tráng, bánh rán kiểu giống như Doraemon á. Thì với cái nguyên liệu là từ cái bánh Oreo này nha. Thì bé nhà mình nó mua cái bánh Oreo này về và nó ra một cái đề bài là để ăn mà không có bị nhàm chán, thay vì bánh Oreo mình chỉ chấm sữa, mình tách kem ra mình ăn đó, thì nó rất là đơn giản và nhàm chán nha. Thì chấm sữa ăn là bình thường rồi, cho nên là bé nó muốn sáng tạo ra một cái món ăn khác thì nhờ mẹ tư vấn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm thử cái món bánh tráng từ bánh Oreo này xem như thế nào nha. Thì với cái nguyên liệu mình làm cái phần vỏ bánh á, thì mình sẽ sử dụng ở đây là 70 ml sữa tươi. Vì mình có thể sử dụng sữa tươi loại vị gì cũng được, nhưng mà tại vì nhà mình hết cái vị thông thường rồi thì mình sử dụng cái vị Ovaltine nha. Cái đấy là một cái quả trứng gà, và ở đây là mình sử dụng 3 g bột nở. Mình một hồi mình sẽ sử dụng cái vỏ bánh Oreo này để mình làm chung ha. Còn cái phần nhân thì ở đây mình sẽ sử dụng 30 g cái phần bơ nhạt, 10 ml cái sữa tươi ha. Và ở đây mình sử dụng là 20 g đường bột. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào mình làm cái bánh bánh tráng kiểu bánh tráng Doraemon á. Thì mình sẽ vào mình làm cái phần nhân, phần vỏ trước nha, rồi sau đó thì tới phần nhân nha. Bây giờ thì mình sẽ tách cái phần bánh Oreo này ra, và mình sẽ lấy cái phần vỏ bánh mình sẽ cho vào cái cối xay luôn ha, để một hồi mình xay chung với cái phần nguyên liệu khác để mình làm vỏ. Còn hình mình tách cái phần nhân bánh ra riêng ha. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi xay cái phần này với lại sữa tươi, trứng gà và bột nở nhé. Đây, cái phần mà hỗn hợp vỏ bánh, trứng, bột nở với lại sữa tươi mình đã xay cho nó mịn, nó nhuyễn thành một cái hỗn hợp bột như thế này, để một hồi mình sẽ đổ bánh nha. Bây giờ mình sẽ đi làm tiếp cái phần nhân nha. Bây giờ cái phần nhân bánh thì mình sẽ cho cái phần đường đường bột nè, phần nhân bánh Oreo nè, phần sữa tươi nè và bơ nè. Thì mình sẽ cho vào đây và mình đánh cho thật là mịn để mình tạo phần nhân nha. Đây, cái phần nhân thì mình dùng cái phới á, mình đánh lên cái phần nhân. Đánh để cho nó mịn hết các nguyên liệu ha. Để nó tạo thành một cái hỗn hợp cái phần nhân bánh ở trong đây nè. Đó, nó sẽ rất là mịn và thơm béo nữa. Một hồi mình sẽ làm cái phần nhân của cái bánh rán. Mình đánh mạnh tay lên để cho cái hỗn hợp mình nó thật là mịn ha. Nếu như mình không có đường bột á thì mình có thể dùng cái đường mà mình xài, đường trắng, sau đó mình xay thật là mịn ha. Xay bằng máy xay cũng được nữa, để cho nó thật là mịn. Tại vì nếu như đường cát của mình đánh như thế này, nó sẽ không có tan hết đường mà nó sẽ còn lợn cợn. Chính vì vậy cho nên mình sẽ sử dụng đường bột nha. Đường bột nó rất là mịn luôn, cho nên là nó rất là dễ tan. Này, cái phần nhân của mình đã được rồi ha, nó mịn, nó đều rồi ha. Thì bây giờ thì mình sẽ để đây để một hồi mình
cho vào cái phần nhân của bánh rán của mình nha. Nướng một hồi nó phì lên thì mình sẽ úp lại ha. Mình làm hết xong rồi thì mình sẽ để nguội, rồi mình sẽ cho nhân vào ở giữa, rồi mình sẽ ép cái nhân lại. Sau đó thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh ha. Mình bọc màng bọc thực phẩm cho vào ngăn mát tủ lạnh và mình để cho nó lạnh lạnh, rồi mình lấy ra mình ăn sẽ nó ngon hơn ha. Mình cho cái bột vào ha và mình cho nó cái lửa nó nóng á để nó bắt đầu sủi bọt ha, nó bắt đầu chín cái mặt bánh. Xong hết rồi thì mình sẽ úp ngược lại ha. Mình làm hết lần lượt rồi cuối cùng mình mới cho kem vào giữa hai chiếc bánh, rồi mình sẽ ép nó lại ha cho nó dính ha. Đầu tiên là mình sẽ chiên bánh, nướng bánh trước. Này, mình đã ụp cái mặt lại ha. Mình đợi cái mặt dưới nữa nó chín nữa là ok ha. Rồi, hấp dẫn chưa? Bánh rán Doraemon các bé sẽ rất là thích nha. Đây, cái bánh của mình sau khi mà mình ép hai cái bánh lại ha thì mình sẽ cho nhân vào, rồi mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm á, mình sẽ bọc gì nè để cho nó cố định, rồi mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho bánh nó lạnh, và một hồi mình lấy ra ăn nó sẽ ngon hơn ha. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi chúng ta để trong tủ lạnh ha, thì những cái bánh Doraemon của chúng ta đã xong rồi ha. Bánh rất là ngon nha, cái độ ngọt vừa phải ha, khi mình lấy mình ăn thử cái độ ngọt vừa phải. Đây, ở phía trong thì nó có cái nhân của bánh Oreo á, rồi thêm bơ nè, thì nó sẽ có ngọt ngọt béo béo rất là thơm, và để lạnh ăn cực kỳ ngon ha. Cái này mình có thể để dành ăn sáng, hoặc là khi nào đói bụng á thì mình có thể làm nhanh để mình ăn được ha. Rất là ngon và hấp dẫn luôn nha. Rồi, con ăn thử coi. Cầm hai tay cắn ăn. Rất ngon, rất là mềm. Rồi sao? Có gì nữa không? Vị nữa là sao? Và vị cũng ngon nữa. Lịch sử lại vị của Oreo. Lạnh lạnh không? À, không. Thấy ngon. Bên trong là Oreo, còn bên ngoài là sữa. Cái gì? Nó lộn rồi đó. Bên trong là nhân sữa. Ở ngoài mới là bánh Oreo. Ở phía trong đó là cái nhân của bánh Oreo kết hợp với lại bơ. Nó sẽ có cái độ béo và ngọt. Ở bên ngoài mới là cái vỏ của bánh Oreo mẹ làm kết hợp với lại sữa, với lại trứng. Hấp dẫn không? Dạ hấp dẫn. Ngon. Ngon.